mô giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh dân đại biện pháp giới. Nam mô hương cúng dường thập phương vô lượng Phật. Nam mô hương cúng dường thập phương vô lượng Pháp. Nam mô hương cúng dường thập phương vô lượng hiền thánh tăng. Nam mô tầm thinh cứu khổ đại bi linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Tác Đại chứng minh. Từ thời hiển tiền đệ tử thành tâm trì tụng phổ môn phẩm công đức chi tôn kinh. Nguyện Đức Quán Thế Âm từ bi gia hộ hiển tiền đắng đắng chư Phật tử tội diệt phước sanh thiện căn tăng trường. Trí tánh thường minh bát nhã hóa cai đạo tâm bất thôi. Cập gia hộ thân trung tráng kiện tật bệnh tiêu trừ thường hoạch kiết tường diễn ly khổ ách. Cánh kỳ cửa quyền thất tố cộng siêu sanh bát nạn tam độ câu mong giải khổ. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông khó thể nghĩ bàn, lưới đế châu ví tựa đạo tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Trước bao tòa thân chúng con anh hiền, cúi đầu xin thể nguyện quy y. Chí tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không biến pháp giới hóa hiện vị lai thập phương chư Phật. Tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngữ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Tình thủy biên
trái tam thiên tánh không bác đức lời nhân thiên pháp giới quảng tăng duyên diệt tội tiêu khiên quả diệm quả hồng liên nam mô thánh lương địa bồ tát nam mô thánh lương địa bồ tát nam mô thánh lương địa bồ tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đát na đa ra và ya nam mô a di đà bà lô kiến đê thường bát ra gia mô đề tát đọa bà gia ma tăng đọa bà gia ma ca lô ni ca giang tát bàn đa vạn về số đáng na đáng tọa nam mô tăng a kiết lần đọa y mông a rị gia bà lô kiết đê thất Phật ra lần đà bà nam mô na ra cẩn trì hê rị ma bằng đa sa mê tát bà tha đầu du bằng thề dựng tát bà tát đa na ma bà già ma vạn đang đầu đang điệt ta na bà lô hê lô ga đế ca ra đế di hê rị ma ha bồ đề tăng đoa tát bà tăng bà ma ra ma ra ma hê rì đà dựng cu lô yết mông đồ lô và xà gia đế ma và xà gia đế đà ra địa rì ni thất phật ra giang giá ra ma ma phật ma ra mùng đế lệ hay di hê thất na ra xâm phật ra xá lợi và xa phật xâm phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá di đế rì già na ra cẩn rì địa rì sắc ni na ba già ma na ta bà tất đà già ta bà ma tất đà già ta bà tất đà vũ nghệ thước bàn ra già ta bà na ra cẩn trì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng một kê gia ta bà ma tất đà gia ta bà giải kiết ra tất đà gia ta bà ba đà ma tất đà gia ta bà na ra cẩn trì bàn đà ra gia ta bà ma bà lợi tăng yết ra gia ta bà nam mô a ra đát na đa ra già già nam mô a rị già bà lô kiết đê thước bàn ra già ta bà an tất điện đô mang đa ra bà xà già ta bà an tất
điện đô mạng đa ra bạn xà gia ta bà hán tất điện đô mạng đa ra bạn xà gia ta bà hán. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thâm mà sâu rất nhiệm màu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đằng chuyên trì tùng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô pháp mà qua hồi thượng Phật Bồ Tát. Nam mô pháp mà qua hồi thượng Phật Bồ Tát. Nam mô pháp mà qua hồi thượng Phật Bồ Tát. Diệu pháp liên hoa kinh phẩm phổ mông diện kệ, có Bồ Tát là vô tận ý, từ chỗ ngồi đứng dậy khoan thai. Kinh thành trịch áo bài vai hướng về Đức Phật chắp tay bạch rằng: Bạch Đức Phật Quán Âm Bồ Tát, nhân duyên gì tên đặt Quán Âm? Phật rằng này gã thiện nam, nếu như muôn ức trăm ngàn chúng sinh bị khổ não điêu linh tai ách, nghe Quán Âm Bồ Tát oai linh, một lòng khẩn thiết xưng danh thời Bồ Tát Quán Âm thanh cứu nàng. Hoặc có kẻ thân lâm hỏa nàng, niệm Quán Âm lửa chẳng đốt thiêu. Oai thần Bồ Tát cao siêu, chúng sinh xưng niệm thoát điều nguy nan. Hoặc có kẻ thân lâm thủy nàng, niệm Quán Âm chỗ cạn gặp liền. Oai thần Bồ Tát diệu quyền, chúng sinh xưng niệm thoát miền nguy nan. Hoặc sinh chung trăm ngàn muôn ức, cầu bát vàng bao vật trân châu. Xa cừ mã não sang hồ lưu ly, hồ phách lộ đồ gian nguy. Vào biển cả gặp khi gió bạc, thuyền tấp bờ la sát nguy nan.
Một người xưng niệm Quán Âm, mọi người nương cậy oai thần cứu an. Hoặc có kẻ thân lâm đau nạn, niệm Quán Âm gãi đoạn gươm đau. Quay thần Bồ Tát nhiệm màu chúng sanh xưng niệm nàng nào cũng qua. Hoặc có quỷ già xóa la sát, khắp tam thiên toàn bắt chúng nhân nghe xưng danh Quan Thế Âm, mắt không dám ngó huống tầm hại ai. Hoặc kẻ tội hoặc người vô tội, bị gông cùm ràng trói tâm thân, xưng danh Bồ Tát Quán Âm, gông cùm rời ra tâm thân nhẹ nhàng. Hoặc thương khách trên đàn hiểm trở, dắt gia nhân chuyên chở báo trân, đầy đàn oan tặc ác nhân, một người trong bọn bình tâm sướng rằng: các nam tử xin đừng hốt hoàng, phải một lòng niệm tưởng Quán Âm. Ngày ban vô ý diệu thâm, chúng ta xưng niệm nhất tâm thoát nạn. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Các thương nhân đồng phát tiếng xưng, nhờ xưng danh hiểu ân cần, đoàn thương nhân được thoát phần nguy nan. Vô tận y Quán Âm Bồ Tát, sức oai thần to tác dường kia. Nếu người dâm dục nhiều bề, niệm danh Bồ Tát dứt lìa dâm tâm. Nếu có kẻ nhiều sân lắm hận, niệm Quán Âm hận tận sân lìa. Nếu người si chướng nhiều bề, niệm danh Bồ Tát dứt lìa si tâm. Vô tận y Quán Âm Bồ Tát, sức ngoài thần to tác dường kia. Năng làm lợi ích nhiều bề, chúng sanh tâm niệm chớ hề lãng sao. Nếu phụ nữ muốn cầu con cái, năng cung dường lễ bái Quán Âm. Cầu nam thì đặng sanh nam, cầu nữ sanh nữ, chí tâm đắc thành. Cầu nam được trai lành đức trí, cầu nữ sanh gái quý đẹp xinh. Trước đồng cõi đức nhân lành, ai ai nhìn thấy kính thành ai thâm. Vô tận y Quán Âm Bồ Tát, sức oai thần to tác dường kia. Cùng dường lễ bái chi chi, chẳng hao mất phước nên trì niệm danh. Vì ai tưởng muôn nghìn Bồ Tát, niệm nhiều tên như các sông Hằng. 62 ức gia tăng sầm sanh, tứ sự cúng dâng trọn đời.
Vô tận y vậy người suy nghĩ, công đức người dường ấy nhiều chăng? Ngài vô tận ý thưa rằng thế tôn phước ấy vô ngần xiết chi. Phật lại nói bằng khi có kẻ niệm Quán Âm cho chỉ một thời, cúng dường lễ bái đức ngài phước so người ấy kẻ này như nhau. Ngàn muôn ức kiếp sau chẳng dứt, niệm Quán Âm phước đức vô ngần. Ngài vô tận ý bạch rằng thế tôn Bồ Tát Quán Âm sao là. Dạo khắp cõi ta bà thế giới, vì chúng sanh dạng nói pháp lành, sức màu phương tiện độ sanh đâu là duyên cơ cuối sinh giải bài. Phật mới bảo hỡi này nam tử, có chúng sanh quốc độ xa gần, muốn cầu thân Phật độ dân Quán Âm liền hiện Phật thân hộ trì. Cõi muốn được bích chi quá độ, hiện bích chi vì đó giảng kinh. Muốn thinh văn đến độ sinh, hiện thinh văn đến pháp lành tuyên dương. Cõi muốn được phạm dương quá độ, hiện phạm dương vì đó giảng kinh. Muốn cầu đế thích độ sinh, hiện thân đế thích pháp lành giảng phân. Muốn tự tại thiên thân quá độ, hiện thân này vì đó giảng kinh. Muốn đại tự tại thân hình, hiện đại tự tại thuyết minh độ trần. Muốn thiên đại tướng quân quá độ, hiện tướng quân vì đó giảng kinh. Muốn tỳ xa đến độ sinh, hiện tỳ xa đến pháp lành giảng phân. Muốn tiểu vương dùng thân quá độ, hiện thân này vì đó giảng kinh. Muốn cầu trưởng giả độ sinh, hiện thân trưởng giả thuyết trình lý chân. Muốn cư sĩ dùng thân quá độ, hiện thân này vì đó giảng phân. Cõi nào muốn bậc tế quan, hiện tế quan đến luận bàn cao xa. Cõi muốn được Bà La Môn Đồ, hiện thân này vì đó giảng kinh. Muốn cầu tư chúng độ sinh, hiện thân tư chúng thuyết minh luận bàn. Muốn phụ nữ của hàng trưởng già, Bà La Môn cư sĩ tế quan, tức tỳ hiện phụ nữ thân tùy cơ nói pháp độ dân muôn ngàn. Cõi muốn được Đồng Nam quá độ, hiện Đồng Nam vì đó giảng kinh. Muốn cầu đồng nữ độ sinh, hiện thân đồng nữ pháp lành giảng ra. Muốn thiên long
và xóa càng thác. Ca lâu la cùng các tu la, cận na la ma hầu la, muốn cầu tất cả nhân và phi nhân hiện thân đó ân cần nói pháp. Phương tiện này đổ khắp thế gian, muốn cầu thần chấp kim cang hiện thân, thần chấp kim cang đổ trần. Vô tận y Quán Âm Bồ Tát, thành tựu phần công đức oai linh, thần thông hiện các thân hình, giáo cùng khắp cõi độ sinh thoát nàng. Các ngươi phải cúng dường chăm chỉ, chỗ nguy nan vô ý bàn ra. Cho nên trong cõi ta bà gọi vô úy thì đó là Quán Âm. Vô tận y thưa rằng bạch Phật, con cũng dường Bồ Tát Quán Âm, cởi sâu anh lạc bảo trần báo màu đáng giá nghìn trăm lượng vàng. Dân Bồ Tát thưa rằng nhân già, nhân của này pháp thí bảo trân. Bây giờ Bồ Tát Quán Âm không ưng thọ lành bảo trân cúng dường. Vô tận ý thưa cùng Bồ Tát, xin từ bi thọ nạp bảo trân. Bây giờ Phật bảo Quán Âm phải thượng tư chúng cùng hàng thiên long. Vô tận ý trong vòng Bồ Tát, A Tu La càng thác giả xoa. Ca lầu la khẩn na la ma hầu la giới nhân và phi nhân. Ma thọ lạnh bảo trân anh lạc, tức thời ngài Bồ Tát Quán Âm. Thương trong tư chung các hàng thiên long, nhân với các đoàn phi nhân. Nhân anh lạc hai phần phân tất, kính dâng lên hai đức Phật đàn. Một phần dâng Phật Thích Ca, một phần phụng pháp Phật đã bao gần. Vô tận y Quán Âm Bồ Tát, có sức thần to tác dường kia. Ta bà tự tại đi về ngài vô tận y kệ thi hỏi rằng. Đức Thế Tôn tương tốt, con xin hỏi lại rằng, nhân duyên gì Bồ Tát tên gọi Quán Thế Âm? Phật hoàn toàn tương quý kể đáp vô tận ý, người nghe lực Quán Âm. Khắp nơi nơi hiển thị hầu nhiều ngàn ức Phật, nhiều kiếp khó lường biên. Quán Thế Âm Bồ Tát phát rộng thanh tịnh nguyện, ta vì người lượt nói. Nghe thấy niệm Quán Âm các cổ não tiêu diệt, nếu một niệm thành tâm.
dầu ai có ác tâm số té hầm lửa độc, nhờ lực niệm Quán Âm hầm lửa thành ao nước. Hoặc ai chìm biển cả mắc nạn quỷ rồng cá, nhờ lực niệm Quán Âm sông gió không gây hòa. Hoặc có kẻ ác tâm từ tu di sâu ngà, nhờ lực niệm Quán Âm như mặt trời không hà. Hoặc có kẻ đuổi phân từ kim cang té xuống, nhờ lực niệm Quán Âm một mái lông chẳng tồn. Hoặc giặc oán dây gần đều cầm gươm muôn hài, nhờ lực niệm Quán Âm lòng lành kia bỗng khởi. Hoặc tội vua phạm nhầm sắp thọ hình tuyết mang, nhờ lực niệm Quán Âm đau liền gái từng đoàn. Hoặc mắt canh giam cầm tay chân bị còng trói, nhờ lực niệm Quán Âm tự nhiên đặng thoát khỏi. Hoặc bị đầu độc ngầm ai mưu hại mình khổ, nhờ lực niệm Quán Âm mưu hại quần về đó. Hoặc gặp la sát gần rồng độc cùng quỷ quái, nhờ lực niệm Quán Âm thái đều không dám hại. Bị thu giữ dây quần nhắn nanh xòe vuốt đoan, nhờ lực niệm Quán Âm vội tìm đường chạy trốn. Rắn độc và bò cạp hà hơi độc đốt khắp, nhờ lực niệm Quán Âm nghe tiếng liền ẩn nấp. Mây dần sâm sét nhãn mưa đá tuôn hỗn loạn, nhờ lực niệm Quán Âm tức thời đều tiêu tan. Chúng sanh vướng tai nạn thân khổ bức gian nan, Quán Âm sức trí diệu năng cứu khổ thế gian. Thần thông lực phi thường Quán Âm nhiều phương tiện, các quốc độ mười phương không cõi nào chẳng hiền. Các loài trong đường dư nhờ lực niệm Quán Âm tam đồ cùng tứ khổ, khiến thoát khỏi lần lần chớn quán thanh tịnh quang. Trí huệ quán rộng lớn, bi quán từ quán chung, tường nguyện tường chiếm ngường, thể sang suốt không dơ. Mắt trời tuệ phá mờ, năng trừ tai gió lừa, soi sang khắp trần nhơ. Thể bi như sấm nổ, lòng từ tở mây văng, rưới mưa pháp cam lộ, diệt lửa phiền lao trần. Kiện thưa đến cửa quan, trong trần quân kinh hoàng, nhờ lực
niệm Quan Âm, kẻ oán đều lui tán, tiếng diệu tiên quan thê, tiếng phạm tiên hải triều. Tiên thế gian khó tì, nên phải niệm thương nhiều, niệm niệm chớ nghi nan. Quán Âm là tịnh thánh, hay là chỗ dựa nương cho kẻ trong khổ cảnh? Đủ tất cả công đức, mắt lành trong chúng sanh, rộng không lường biển phước, nên kinh lệ chí thành. Có Bồ Tát hiểu danh trì địa, từ chỗ ngồi đứng dậy bạch rằng: chúng sanh nghe lực Quán Âm thần thông thị hiện, phước tăng nghiệp mòn, khi Phật nói phổ môn diệu phẩm, chúng hội đông bốn vạn tám ngàn nghe rồi đều thái phát tâm. Bồ đề vô thượng thầm thâm diệu quyền, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Phổ môn thị hiện cứu khổ tầm thinh, từ bi thuyết pháp độ khắp mê tình, theo lời khẩn nguyện cảm ứng tùy hình, tám nàng tiêu diệt bốn biển an bình. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô, hiệu viên thông danh tự tại, Quán Âm Như Lai quảng phát hoàng thể nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô, nhất niệm tâm vô quái ngại, Quán Âm Như Lai thường cử Nam Hải nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô, trụ ta bà u minh giới, Quán Âm Như Lai tầm thỉnh cứu khổ nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô, hàng tà ma trừ yêu quái, Quán Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô, thanh tịnh bình thủy dương liệu, Quán Âm Như Lai cam lồ sai tâm nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô, đại từ bi năng hỷ xả, Quán Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô, trú giả tuần vô tồn hoài, Quán Âm Như Lai thể diệt tam độ nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô,
vọng Nam Nhâm cầu lễ bày Quan Âm Như Lai và tòa giải thoát nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tạo Pháp Thuyền Du Khổ Hải Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tiền Trang Phan Hậu Bảo Cai Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đoạn Nghiêm Thân Vô Tỷ Toại Quán Âm Như Lai Quả Tu Thập Nhĩ Nguyện. Viên Thông Hiệu Quý Đại Sĩ Quán Âm Mười Hai Nguyện Lớn Quảng Đại Cao Thâm vào nơi khổ hại đổ khỏi mây tân cầm thinh cứu khổ chung chốn hiền thân. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mãi trần lão lao một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm mây lặng trong sáng suốt cõi bờ kia một bước đến nơi trái lòng tròn đủ xưa nay công thành quả chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát danh quán tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thấm vào trí huệ mở thông soi thấy năm quận đều không có gì đổ tất cả không chỉ khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sắc không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không thấy sắc tướng cũng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tưởng hành thức phân chia cũng lại như vậy tâm về chân không tòa sắc tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng dứt thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ uẩn ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rộng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thức giới cũng không tánh không sang suốt
đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hết chi. Vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hết chết già sao, từ đây cũng chẳng có nào, không chi là tri có nào đắc chi, võ vô sở đắc ly tất cả. Nhân pháp kia đều xả nhị không, vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quái ngại có chi khủng bố, tức xa lìa mộng tưởng đau điên. Tâm không rốt ráo chủ duyên, niết bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế Phật y đàn bát nhà. Đạo Bồ Đề chứng quả chánh chân, cho hay bát nhã là hơn pháp môn, tôi thẳng cõi chân mau về. Thiệt thần chú linh tri đại lực, thiệt thần chú đúng bậc quang minh. Ây chú tối thượng ngoại linh, ây chú vô đẳng tinh tinh ngoại thần, trừ tất cả nguyên nhân các khổ. Thức tình lòng giác ngộ vô sư, thiên nhiên chân thiệt bất hư, án làm thần chú chân như thuyết rằng. Yết đế ba la, yết đế bà la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Sám Quan Âm, cơn sóng gió nổi trôi chiếc bách, một mình ta vừa lách vừa bơi. Chơi vơi mấy độ chơi vơi, vào trong sáu nẻo ra nơi bốn đường. Này Phật tử lục phương tây độ, dùng sắc thân giải dỗ người mê. Ấy là do thổi mây về nước trao sóng dậy tư bề một phen. Đạo cao cả tập rèn diệu lý, nước hương thơm miều mỹ tòa son. Ví như thể mẹ tìm con cảm thông, ứng hiệp khai môn khắp cùng. Vì lẽ đó ta dùng quán thế bố thí này một thể ban ra. Thí thân nào có nại hà, phải duyên ta thí để mà độ sanh. Chư Bồ Tát thường hành lục độ, cơ duyên này nhiều thuở bố di. Hễ ai có phước duyên thì niệm tâm vừa khởi các ngài độ cho. Thưa Phật ấy nào đó nào lường, biết mấy đời đã hưởng đặc ân. Đã đành là sự thí thân thí tài thí pháp cũng cần như nhau.
tài pháp thì còn sâu còn rộng, tài cho ra chẳng mộng chẳng nương. Đã cho thì chớ có tường thọ, thì chớ nghĩ sự thường vốn không. Lòng bác ai cố công rèn đúc, dắt người lên đến bậc thăng bằng. Bao nhiêu cũng đủ ta hàng chăm lo hành đạo vớt thắng luân hồi. Từ quá khứ các đời Bồ Tát chư Phật đều một loạt hóa sanh, ra đời độ chúng hữu tình, diệu ra nhà lửa đến thành Pháp Vương. Nhân duyên ấy lập phương khai thì, Phật tử này cô chỉ học theo. Thượng hành Bồ Tát ráng chèo lìa từ thấp quả lần trèo lên cao. Thỉnh văn bỏ nhập vào Bồ Tát lấy nhân duyên khai thác đạo màu. Nay câu lục độ ráng trao pháp môn chỉ có bấy nhiêu đó mà. Một thừa Phật không ba không bốn, bởi trí căn minh đồng mà ra. Tựu trung có một một là Phật, thừa Bồ Tát ráng mà hành theo. Trong kinh nói đủ chiều muôn hành, đủ sắc thân tương tánh quang minh, đủ thần thông lực tám ngành, chung quy tánh kiến tâm minh tựu thành. Bồ đề thọ vốn mình không thọ, giống hữu tình tuy có mà không. Có nhân duyên mới hiệp đồng hiểu, trong chân thể tỏ tường bồn lai. Phật tức tâm, tâm ta có Phật, tâm tức Phật, Phật ở nơi lòng. Nhẹ nhàng rửa sạch bụi hồng, trao câu mô Phật thì lòng mới nguôi. Tâm tánh ấy mau chùi cho sạch, gọi bụi trần học cách thiền gia. Từ bi độ chúng hằng xa nguy nan, cứ già ta bà lại qua. Quan âm Phật ta bà dạo khắp, tìm nạn tai cứu cấp sanh linh. Ấy là lục độ trao mình ra, ân bố thí dẹp tình phân chia. Tam tạng kinh dạy cả hết lục trần, phá tan xiềng xích ái ân. Lo câu lục tự chuyên cần độ ta, đạo cảm ứng Phật ta dung hợp.
nghĩa dung thông chỉ một không hai, bóng hình hình bóng là ai, trăng trong nước tình không hai bóng lòng. Trên liên tỏa chính tầng hé nở, tấm lòng thành một thuở hóa sanh. Sanh làm Phật, Phật độ sanh, nhành dương nước tình anh linh độ đời. Phật Di Đà là người phàm tục, Đức Thích Ca vốn bậc vương gia, Quan Âm cũng chỉ người ta, thế chi vốn là một kẻ đầu thai. Phật Hiền Thanh không ai thoát khỏi, ở kiếp người đi đến niết bàn, an tức tình, tình là an. Hiểu trong tâm trí thấy tràn hạt sen, khắp lục đạo người chen kẻ lân. Biển trầm luân mê tánh cho vui, kìa lầu các nọ cao ngôi, ba hơi kết cuộc khó thời mang theo. Gây tội ác ngặt nghèo phải thọ, trách đất trời sao ở bất công. Hỡi ai ghi lấy làm lòng, trao câu niệm Phật để hồng độ thân. Ao thất bảo trân châu mà não, cứu liền qua ngôi báo dành đây. Muốn ra khỏi kiếp đọa đài, ráng công tu luyện có ngày hóa sanh. Đừng mên tiếc nam thành thế giới, cõi diêm phù tội lỗi mê tân. Cố công tham cứu học lần, Di Đà miễn niệm chuyên cần chớ sai. Trên Phật thành độ tai qua khỏi, dưới phàm trần hết nỗi khổ luân. Ráng niệm niệm bất ly thân, sống mê thoát đặng quá thân độ đời. Ma ha bát nhã qua thời, bước lên bờ giác thành thới an nhàn. Quan Thế Âm quay thần lòng, lòng khắp thế gian đều trọng danh Ngài. Chúng sanh hết thảy ai ai, khi nào gặp nạn niệm Ngài liền qua. Bởi người thế gần xa ngưỡng mộ, Quan Thế Âm cứu khổ độ sanh. Nếu ai có một niệm lành, hễ Ngài nghe tiếng ứng danh tới liền. Dù bình trọng liên miên khổ cực, niệm danh Ngài lập tức khỏi ngay. Bao nhiêu tai nạn hẳn Ngài, chỉ tâm niệm tới danh Ngài cùng qua.
vô lượng kiếp ta bà thế giới, ngày giáng sanh xuống cõi dương gian. Hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngự ngai vàng vua cha. Diệu thanh ấy chính là chỉ cả, sao cùng tu chứng quả văn thù. Diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiền, chứng thánh đền bù công lao. Trọn một nhà được vào cảnh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tuổi nhỏ tri cả ai bị dốc lòng mổ đạo quyết thì đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, tại đồng hương tích Bắc thành Việt Nam. Một cành tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh. Cành tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo hầu. Dưới bể ngọc chia nhau sớm tối, chầu hai bên không lỗi đạo thầy. Luôn luôn chân chánh thẳng ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tài, khắp tam thiên qua lại dạo chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiệt thời cao xa. Nguyện nào cũng đều là rốt ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tha. Biển Nam Hải núi Phổ Đà trụ, ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phổ môn thị hiền, đức Như Lai thuật chuyện khen ngài. Quay thần linh hiện không hai, tầm thinh cứu khổ chẳng nài công lao. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hay cùng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiện tức thì, tới nơi diệu dắt cấp kỳ độ cho. Hay có kẻ qua đò mắt nàng, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chí thành đốt nén tâm hương, vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đức Như Lai truyền dạy chẳng sai. Chúng ta chớ có quan này, một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho.
trong khổ hải đò từ vấn đời, dắt chúng sanh đưa tới lạc bang. Chính từng sen bao đài vàng Di Đà Thọ kia rõ ràng thành thơi. Từ bi cứu khổ độ đời, tầm thinh giải nạn đến nơi an lành. Nam mô tầm thinh cứu khổ đại bi, Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô 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 Quan Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Sám tu là cội phúc, chữ rằng công đức vô lượng, thập phương chư Phật thường thường độ sanh. Ai ơi gắng chí tu hành, để mau đến bậc vô sanh mà nhờ. Người đời sớm biết tri cơ, gương lù vì bụi trắng mờ vì mây. Chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm. Đường mê xin chớ bước lầm, não phiền cũng bởi thân tâm của mình. Chớ nên hại vật sát sanh, tu nhân tích đức mới thành phẩm cao. Cuộc đời như giấc chim bao, công danh phú quý khác nào lửa diêm. Phật tiên xưa cùng người phàm, tình thời làm Phật mê làm chúng sanh. Nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, dẫu cho ngàn tử muôn chung một thời. Của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng. Đổi thay máy tạo không ngừng, bức tranh dân cầu mấy tầng xa xa.
khuyên đừng trách lần trời già đau đầu thiện ác chánh tà khác nhau. Quả nhân chẳng trước thời sau gầm cơn bao ứng chậm mau mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi, vợ không toan liệu sao rồi làm sao. Khuyên đừng nại chút công lao, nhắm chừng bờ giác tâm vào tận nơi. Tâm mình vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có hả ngoài đâu xa. Trừ nghiệp chướng dạy oan gia, trì trai niệm Phật ấy là công phu. Tháng ngày thâm thoát phù du, bóng qua cửa sổ dễ hầu trở lui. Thiện căn trước đã tại bồi, đèn khêu mới sáng ngọc dồi mới sinh. Tránh dòng lục dục thất tình, ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm. Rõ ràng phước tội tại tâm mình, làm mình chịu không lầm mãi mãi. Mẫu tham tràn khắp xưa nay, lời danh biết mấy cho đầy lòng ai. Chớ ham chen lấn đua bơi, cũng đừng ý sức cậy tài là xong. Dương trần biết mến trăng trong, người xa vào chốn bụi hồng làm chi. Hãy theo chân lý mà suy xét cho thâu đáo vô vi đạo thường. Tu hành sớm tối lo lường, đừng ham những cảnh vô thường thế gian. Cho hay hoa nở cũng tàn pháo, mà kêu lớn càng tan xác nhiều. Chỉ bằng tìm chốn tiêu diêu, nương theo cõi Phật khỏi điều thị phi. Vịnh lòng hai chữ từ bi, sớm trừ vọng niệm hiếu kỳ tự sanh. A-di-đà Phật chứng minh, chỉ tâm quy mãn phù sanh chẳng cầu. Căn lành phước quế trồng sâu, rõ thông mùi đạo nhiễm màu lắm thay. Hoa sen thượng phẩm cao dày, tây phương tịnh độ định ngày vãng sanh. Ai ơi gắn chí tu hành, cho mau kết quả quốc thành thần qua. Chúng con phát nguyện thiết tha, cầu về cực lạc Di Đà phóng quang. Phụng kinh công đức thù thân hành, vô biên thân phước dài hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh.
cốc vàng vô lượng quang Phật sát nguyện tiêu tam chứng trừ phiền não. Nguyện đắc trí huệ chân minh liệu phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thượng hành Bồ Tát đạo nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung. Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bất thối Bồ Tát vi bản lữ nguyện dị thử công đức phổ cập mư nhất thiết. Ngã đắng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Nam mô tầm thinh cứu khổ đại từ đại bi linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh phục nguyện. Quán Âm thị hiện thuyết pháp độ sanh lâm nạn xưng danh tầm thinh cứu khổ. Tư thời hiện tiền đệ tử thành tâm phúng tùng phổ môn phẩm công đức tôn kinh. Cập trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện đức Quán Thế Âm Bồ Tát thùy tự gia hộ phổ độ đẳng đẳng chư Phật tử tội diệt phước sanh thiện căn tăng trường. Trí tánh thường minh bát nhã hoa khai đạo tâm bất thôi. Cập gia hộ thân trung tráng kiện mạng vị bình an tật bệnh tiêu trừ thường hoạch kiết tường diễn ly khổ ách. Kinh ký cửa quyền thất tổ cộng siêu sanh bát nạn tam độ câu mong dài khổ. Phổ nguyện ân sư quân dục phụ mẫu sanh thành đàn na tinh thí tăng ích phước điền. Nguyện pháp giới nhân thiên đồng thành Phật đạo Nam Mô Di Đà Phật. Từ đương nguyện chúng mà sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Từ quy y pháp đương nguyện chúng mà sanh thâm nhập kinh tàng trí huệ như hải. Từ quý tăng đường nguyện chúng mà sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng.
chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.